ông và anh yêu nhau thời chưa có ra xua ra xua. Ông và anh yêu nhau thời chưa có Tùng Sơn. Tùng Sơn. Ông thường hay đạp xe ở quanh bờ đê, ở quanh bờ đê. Ông đạp một lúc mọi chân quá, ông lại về. Ngày xưa ông cũng rảnh đấy. Đi về xong ông xách ba bết nhé, ông vít hết ga ốp cua sang nhà bà. Ông vào rước bà lên xe, rồi ông với bà đi ra bờ đê. Thôi xong rồi ông ngồi xuống và lấy guitar ra, đang tính ra ông hát cho bà cái bài mà làm vợ anh nghe bay bay. Được cái ngày xưa ông cũng đẹp trai, nếu thời ấy có like cho ông triệu like kiểu like. Và đó là lời ông nói với anh, ngày xưa ông vác đàn đi tán gái. Rồi đó là ngày ông lấy ba đẻ ra bố anh, thế là có anh. Rồi con học ông cầm guitar đi tán gái. Nhưng thời nay bọn nó chảnh đót lắm ông ơi. Con lại hát bài hát giống của ông vợ anh nhé bay bê. Xong rồi nó bảo con hát như Tùng Sơn. Tùng Sơn. Con cảm thấy mình bị tổn thương xót quá. Rồi cô ấy nói anh hát bài này được không? Cái gì? Bài gì? Ở hát thì hát sợ đách gì? Nghĩ người ta sợ. Em bật beat lên đi. Bật lên. Áp gì đây em? Ô tiện ghê lại có cara. Ok trên điện thoại à. Thế mà nãy giờ không nói đánh guitar gãy hết cả tay, quay cả móng. Ô giờ đây chẳng cần đánh guitar, đã có mic cara, mình cùng song ca nhé em. Cara cara mic cara. Oh oh, quay lên em, quay lên em. Cara cara mic cara. Quay lên em, quay lên em, quay lên em. Oh la 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 la, tan được gai rồi. Quay lên em, quay lên em. Cara cara mic cara. Ôi tình yêu ngày nay hiện đại lắm ông ơi, chỉ cần cơn sơ mắt phun cao.